Ngày xưa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có hai người bạn rất thân, sống cạnh nhà nhau. Tên là Kay và Gerda. Kay và Gerda mỗi người trồng một cây hoa hồng trước sân nhà để bày tỏ tình cảm với nhau. Những cây hoa hồng lớn lên cùng với họ. Vào cuối mùa thu, mùa đông đang đến và cả thị trấn bao phủ trong tuyết trắng. Trong suốt những đêm mùa đông, Kay và Gerda rất vui với những câu chuyện cổ tích do bà của Gerda kể. Tuyết trắng và lạnh buốt từ đâu đến? Gerda hỏi. Từ một nơi rất xa. Bà ngoại trả lời và bắt đầu câu chuyện. Có một vương quốc nọ bao phủ bởi bằng đá và tuyết trắng. Bà chúa tuyết sống một mình trong tòa lâu đài bằng giá, toàn được làm bằng phép thuật của bà. Bà chúa tuyết rất đẹp và tinh khiết như băng. Nhưng bà chúa tuyết có trái tim ác độc và rất nhiều phép thuật thần kỳ ẩn chứa trong tòa lâu đài băng ba thuật đầy băng giá lạnh lẽo. Tấm gương băng giá là một trong số đó. Đó là một cái gương băng giá mà qua đó bà chúa tuyết có thể nhìn thấu được mọi chuyện đang diễn ra trên trái đất này. Ngay lúc này, Gerda nhìn thấy bà chúa tuyết đang nhìn họ từ phía sau cửa sổ. Kay, bà ơi, nhìn kìa, bà chúa tuyết đang nhìn chúng ta qua cửa sổ. Tớ dám chắc đó chỉ là một con mèo bị đóng băng vì lạnh thôi. Bà ơi, bà chúa tuyết có thể thật sự đến đây được không? Để bà ấy thử. Tớ sẽ nhanh chóng ném bà ta vào ống khói và bà ta sẽ nhanh chóng chảy ra và trở thành bà chúa nước. Nhìn qua gương băng, bà chúa tuyết nghe được những gì Kay nói. Vậy là ngươi sẽ ném ta vào ống khói và biến ta thành chúa nước ư? Ha! Các mảnh băng tuyết, hãy bay đi cùng sức mạnh của ta, tìm ra thằng bé, biến cho đôi mắt và trái tim thuộc về ta, để nó thấy những thứ xấu xa quanh đó và lấy đi tình yêu trong trái tim đó mãi mãi. Bà chúa tuyết ra lệnh cho các mảnh băng tuyết của bà. Bỗng nhiên, một cơn bão tuyết xuất hiện, thổi vào trước nhà Gerda. Các miếng băng di chuyển nhanh về phía Gerda. Tò mò về việc đang xảy đến, Kay mở cửa sổ. Gerda hét lên ngay lập tức. Kay, đừng! Nhưng mà đã quá trễ. Mắt của tớ, có gì đâm vào mắt tớ? Trái tim tớ, chuyện gì xảy ra thế này? Và lúc đó, lời nguyền rủa của bà chúa tuyết được các mảnh băng tuyết thực hiện. Mắt cậu và trái tim cậu bị bóp nghẹt và Kay trở thành một người hoàn toàn khác. Gerda hỏi cậu về những chuyện xảy ra, nhưng Kay la lớn. Không có gì cả, tôi ổn, hãy để tôi một mình. Chuyện này thật kỳ lạ, Kay chưa từng thô lỗ với Gerda trước đây. Cô bé không thể hiểu tại sao bỗng dưng cậu ấy lại bắt đầu hành xử như vậy. Cách hành xử thô lỗ của Kay còn tiếp tục cho đến sáng hôm sau. Khi Kay đang dẫn xe trượt tuyết ra khỏi vườn, Gerda hỏi cậu là cậu đang đi đâu. Cậu lại cáu kỉnh với cô bé. Cậu nhảy lên xe trượt tuyết và chạy ra xa. Gerda chạy theo sau, nhưng không đuổi kịp được cậu. Bỗng nhiên, bà chúa tuyết xuất hiện trên xe trượt tuyết từ một nơi nào đó và Kay bắt đầu theo bà. Gerda sững sờ và không biết làm gì khi cả hai biến mất khỏi tầm mắt. Bà chúa tuyết đưa cậu ấy đến lâu đài băng tuyết của bà. Gerda ngồi trước cửa sổ ngày qua ngày để chờ Kay trở về. Nhiều tháng trôi qua và mùa đông đã qua, nhưng vẫn không có tin tức gì từ Kay hết. Không thể chờ đợi được nữa, Gerda quyết tâm. Chỉ mang theo tấm gương mà bà ngoại cho cô. Cô bắt đầu ra đi tìm kiếm người bạn Kay thân thiết nhất của cô. Gerda dũng cảm vượt qua rất nhiều con đường và hỏi mọi người cô gặp trên đường xem họ có thấy Kay không.
Cuối cùng, cô đến một bờ sông. Và cô nhìn quanh, không thấy ai để có thể hỏi về người bạn Kay hết. Cô hỏi dòng sông, nhưng dòng sông không đáp lại. Vào lúc đó, một con chim biển đến bên cạnh cô. Chắc chắn là dòng sông sẽ trả lời cho cô hay. Nhưng trước tiên cô phải tặng cho dòng sông một món quà đã. Gerda tháo chiếc vòng cổ yêu quý của mình và đặt nó vào dòng nước trên dòng sông. Bỗng dưng một điều kỳ lạ xảy ra. Một con thuyền nhỏ bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt cô. Gerda nghĩ là dòng sông thích món quà của cô nên trả ơn cho cô. Ngay khi cô nhảy lên, chiếc thuyền bắt đầu tự di chuyển. Chiếc thuyền đưa Gerda qua bên kia sông. Ở đây có một khu vườn đầy hoa bí ẩn với đầy đủ các màu sắc cầu vồng. Gerda chưa từng thấy vườn hoa nào đẹp như vậy trong cuộc đời. Nhưng còn thiếu thứ gì đó. Không loại hoa nào ở đây có mùi thơm hết. Bên kia khu vườn, cô thấy một người phụ nữ đang tiến về phía cô. Bà là chủ của khu vườn. Chào cô bé xinh đẹp của ta. Bà chào mừng Gerda bằng một nụ cười. Và bỗng nhiên, cô nhận ra là cô lại có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa trong khu vườn của bà. Tôi xin lỗi vì tôi vào vườn của bà mà chưa xin phép bà. Không sao, cô bé yêu quý. Hãy đến đây nào. Ta rất vui vì con đến đây. Lâu lắm rồi không ai ghé qua khu vườn của ta. Kể ta nghe, tại sao con đến đây một mình vậy? Gerda kể cho bà nghe chuyện cô đang đi tìm người bạn của cô là Kay và hỏi bà có từng thấy Kay không. Nhưng bà nói rằng bà chỉ gặp có mỗi Gerda. Thật vậy sao? Vậy thì cháu phải quay lại rồi. Cháu phải đi tìm Kay ngay. Bà chủ vườn hoa thật sự không muốn cô bé rời đi, nên bà bèn nói dối. Còn nói về Kay hả? Để ta xem. Hình như ta thấy cậu ấy đâu đây. Gerda kể cho bà nghe mọi chuyện. Và khi bà chủ vườn hoa nghe Gerda nói đến tên bà chú Tuyết thì bà rất lo lắng. Bà chú Tuyết ư? Hãy tránh xa bà ta ra. Cái thứ lạnh lẽo, bà ta khiến cho bao nhiêu hoa của ta nhiều năm không có mùi hương. Sau đó, bỗng dưng bà muốn chải đầu cho Gerda. Gerda không hiểu tại sao, nhưng người phụ nữ vẫn khăng khăng. Cô bé Gerda không biết rằng đó là chiếc lược ma thuật. Và chiếc lược thần kỳ làm cho Gerda quên hết mọi thứ cô biết, chỉ còn lại niềm vui. Nhưng bà chủ vườn hoa không có tâm địa độc ác, bà chỉ làm vậy cho vui. Khi cô bé thức dậy từ giấc ngủ ngọt ngào, Gerda không còn nhớ gì. Thậm chí là cô không biết tại sao cô ở đây và làm cách nào cô đến được đây. Nhưng khi cô thấy những đóa hoa hồng trên nón người phụ nữ, cô bắt đầu nhớ lại mọi thứ. Không có thứ ma thuật nào có thể vượt qua được sức mạnh của tình yêu đích thực. Gerda không biết cô đã ở đây bao lâu. Trong khu vườn ngái ngủ, nhưng những ký ức của cô bỗng quay lại. Cô ngay lập tức quay trở lại bờ sông. Con thuyền vẫn còn ở đây, nhưng cô không biết đường nào để đi hay phải làm gì bây giờ. Lúc này một con quạ bay trên đầu cô bé và như muốn nói với cô một điều gì đó, nên Gerda đi theo con quạ. Cô theo con quạ một lúc, cho đến khi họ đến vùng biển băng. Ngay giữa biển băng có một con tàu của hải tặc từ rất lâu rồi. Con quạ bay đến đó và đậu vào bằng con thuyền nhỏ của Gerda theo chân con quạ, và nó chỉ cô đến con tàu. Đây có phải là cách tôi có thể đến được lâu đài của bà chú Tuyết bằng con tàu hải tặc này? Các hải tặc xuất hiện trên bon tàu, và một trong số đó có một cô con gái hải tặc. Cô đến gần Gerda. Mày sẽ đi tới nơi chúng tao đi, và đó là không nơi nào. Ngay lúc này, bà chú Tuyết cố gắng làm cho Kay quên đi mọi thứ trong quá khứ. Và bà đã gần như làm được. Nhưng dù bà làm gì thì vẫn còn hình ảnh của Gerda trong trí nhớ của Kay. Gerda, Gerda, ngay khi trái tim người quá thành băng đá thì ngươi sẽ không còn nhớ được thứ gì nữa. Phát hiện người bạn Kay của cô bị giam cầm,
Trong các lâu đài của bà chúa Tuyết, con gái hải tặc nói với Gerda tốt nhất là quên cậu ta đi, bởi vì không có cách nào để đưa cậu ta ra khỏi đó. Em không thể quên được, cậu ấy là bạn thân nhất của em. Em phải đi tìm cậu ấy. Gerda trả lời. Cô gái hải tặc thật sự không hiểu được sự kiên trì của Gerda. Thật sự là cô muốn cô bé ở đây để làm bạn với cô. Nhưng Gerda vẫn nhất quyết đi tìm Kay. Em sẽ làm bất cứ điều gì để có thể giải cứu cho cậu ấy. Bởi vì cô gái hải tặc không có bạn, nên cô thật ngưỡng mộ thái độ của Gerda và quyết định giúp cho Gerda. Ngày hôm sau khi mặt trời mọc, cô gái hải tặc mang cho Gerda một con tuần lộc. Đây là con tuần lộc nhanh nhất trong vương quốc tuyết. Và cô sẵn lòng chỉ đường cho Gerda đi. Hứa với chị là khi nào em trở thành nàng tiên băng, em sẽ cứu luôn cả tàu của chúng ta. Em hứa, em sẽ đền ơn cho chị. Gerda trả lời. Cưỡi tuần lộc, Gerda lên đường. Trước tiên cô bé phải tìm ra cách để có thể đánh lại bà chúa tuyết. Tuần lộc sẽ chỉ cho cô bé làm cách nào. Sau hành trình dài, họ đi đến Bắc Cực. Một ông già thông thái chào đón họ. Ồ, rốt cuộc thì cháu cũng mang theo gương ư? Gerda không hiểu tại sao ông lão thông thái lại biết về cái gương của cô. Tuy vậy, cô bé biết là cô đã đến đúng nơi. Và cô mang gương ra và cho ông lão xem. Vậy là tôi sẽ đến chỗ bà chúa tuyết với cái này sao? Đây là cái gương ma thuật. Nó cho thấy sự thật không là gì, nhưng là sự thật. Và thậm chí là nó... nó ẩn sâu bên trong. Bởi vì không có gì mạnh hơn tình yêu. Sức mạnh thật sự của chúng ta chính là tình yêu. Gerda biết được bà chúa tuyết là ai nhờ vào ông già thông thái. Nếu cô biết được sự thật thì cô có thể chống lại bà ta. Bởi vì lúc còn trẻ, bà chúa tuyết thật sự là một người tốt, đầy tình yêu. Cô đến đâu thì hoa nở đến đó. Và ánh mắt biết cười của cô tỏa sáng hơn cả mặt trời. Cô là người độc nhất vô nhị và là cô gái hạnh phúc có tên là Lila. Nhưng mọi người nghĩ cô là phù thủy nên không dám chơi cùng, thậm chí là nói chuyện với cô. Bị bỏ rơi một mình, Lila không còn thấy hạnh phúc nữa. Cô bắt đầu ghét mọi thứ và mọi người xung quanh của cô. Cho đến một ngày cô ước. Ai có ý nghĩa với tôi sẽ hóa thành băng tuyết. Sau đó, cô xây một tòa lâu đài bằng tuyết và sống xa lánh mọi người ở đó. Hoàn toàn không có tình yêu hay niềm vui. Gerda đến lâu đài của bà chúa tuyết và bước vào bên trong. Cô thấy Kay trong một góc nhà và đang khắc băng. Cậu ở đây rồi, tớ đã tìm cậu. Kay, là tớ đây. Gerda, cậu còn nhớ tớ không? Kay nhìn Gerda nhưng không nhận ra cô. Ha ha. Trái tim cậu ta như mọi thứ khác ở đây đã hóa thành băng đá rồi. Gerda không mấy chú ý đến lời bà chúa tuyết đang nói. Bỏ cậu ta ra, bây giờ nó thuộc về ta. Ta cũng sẽ hóa ngươi thành băng tuyết. Không, bà sẽ không làm như vậy. Kay, tớ yêu cậu. Kay bắt đầu chậm chậm nhớ lại. Gerda, ồ, tớ nhớ ra cậu rồi. Điên tiết, bà chúa tuyết nhanh như chớp chĩa cây đũa thần và phát ra điều nguyền rủa của chúa tuyết. Ngay lúc này, Gerda lấy chiếc gương ra và nắm chặt lấy gương để chống lại lời nguyền. Đối đầu với gương thần, lời nguyền rủa biến mất. Ngay thời điểm này, bà chúa tuyết nhìn vào gương của Gerda và thấy nó không còn phản chiếu gương mặt của bà, mà chỉ phản chiếu hình ảnh của một cô gái nhỏ, khuôn mặt của Lila. Bỗng nhiên, bà chúa tuyết quay lại thời còn trẻ và đầy tình yêu và trở lại thành Lila. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ tôi đã biết ra tôi thật sự là ai. Tôi lại được tự do rồi. Chào tạm biệt. Kay và Gerda nhìn nhau và mỉm cười. Từ bây giờ, chúng sẽ không bao giờ phải lìa xa nữa.
và sẽ lớn lên cùng nhau như những cây hoa hồng chúng trồng trước sân nhà. Thank you.